Chính thức lộ diện những kim cương to đùng đeo trên tay Hà Hồ thực sự khiến anti-fan câm nín. Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ bức ảnh bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cùng dòng chữ đầy ẩn ý. Soon, dịch ra là sớm thôi. Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ bức ảnh đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Nhiều người cho rằng Hà Hồ đang nói xa gần về một đám cưới không xa với bạn trai Kim Lý. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cư dân mạng đã phát hiện ra một bức hình chụp nhẫn kim cương y hệt với phiên bản Hà Hồ từng chia sẻ trên story Instagram. Hơn nữa, dân mạng còn tìm được chiếc nhẫn này chỉ có giá 6 triệu đồng. Nhiều lời cay đắng dành cho Hà Hồ như thích sống ảo, dùng hàng rẻ tiền khiến cô soi máu. Ngoài việc đã dùng những từ ngữ cay đắng, tranh biếm họa hài hước dành cho hater, những người ghét mình, thì mới đây, nữ hoàng giải trí chính thức trình thiên hạ chiếc nhẫn thật của mình. Dù cô không chính thức chia sẻ trên mạng xã hội, tuy nhiên một đàn em thân thiết đã đăng ảnh, kèm với đó còn nói rằng Hà Hồ đã sở hữu chiếc nhẫn, cô nàng không thích sống ảo nên hãy bớt ganh tị đi. Ở bên dưới, Hồ Ngọc Hà đã âm thầm vào like status này. Một người em thân thiết của Hồ Ngọc Hà đã khoe ảnh của cô với chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón tay áp út. Có thể thấy chiếc nhẫn rất to, hút ánh nhìn ngay, nhưng nhìn hơi khác chiếc nhẫn cô đăng trước đó. Trên cổ, nữ ca sĩ cũng đeo một chiếc vòng. Hình ảnh so sánh của hai chiếc nhẫn. Hồ Ngọc Hà âm thầm vào like, đàn em còn tiết lộ chiếc nhẫn sặc mùi carbon luôn. Trước đó, bức ảnh chiếc nhẫn mà Hà Hồ đăng đã được một trang Facebook đăng từ năm tháng 2 giống y hệt. Khi bị cho là mượn ảnh sống ảo, dùng hàng rẻ tiền thì cô đã đanh đá đáp trả. Giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ liên tiếp dằn mặt và khẳng định anti-fan là lũ vô công rỗi nghề. Chưa hết, Hà Hồ công khai thông báo việc đã mua nhẫn và kèm lời đáp trả sau cây dành cho anti-fan. Cô còn đăng một bức ảnh biếm họa về những kim cương sặc mùi carbon. Nhắc khéo Trường Giang chuyện lăng nhăng, Hoài Linh đứng cạnh gái xinh phản ứng khác một trời một vực. Đàn em Trường Giang cứ gặp gái xinh là ôm ấp, còn phản ứng của Hoài Linh thì thấy này đây. Với nhiều đóng góp trong nghệ thuật, Hoài Linh là một trong những tiền bối lão làng của showbiz Việt. Kể cả những ngôi sao hạng A hiện nay cũng phải tôn trọng và dành nhiều tình cảm cho danh hài Hoài Linh. Không chỉ tài năng mà cả phẩm chất, Hoài Linh thực sự đáng được ngưỡng mộ. Khác với Trấn Thành hay Trường Giang, cách đối xử của Hoài Linh với các bạn nữ khác biệt hoàn toàn. Trấn Thành, Trường Giang liên tục bị tố cố ý đụng chạm bạn diễn, còn Hoài Linh lại không hề. Chụp với các mỹ nhân Việt, cảm xúc của Hoài Linh hầu hết đều rất nghiêm túc. Danh hài có dịp gặp mặt Ngọc Trinh nhưng biểu cảm lại rất bình thản. Thân thiết và coi Khởi My như con gái trong nhà. Phi Nhung từng thú nhận suýt hỏi cưới Hoài Linh. Sau hậu trường, cả hai chỉ nghe bản audio khiến ai cũng thích. Hà Hồ và Hoài Linh thân thiết chụp ảnh bên nhau. Dù có nhiều ảnh chụp chung, nhưng Hoài Linh rất biết giữ lễ. Hoài Linh không ngại đứng cạnh những mỹ nhân Việt. Phạm Hương là con gái nuôi của Hoài Linh nên nam danh hài mới thân thiết như vậy. Phần lớn những bức ảnh hôn má của Hoài Linh hầu hết đều là các sao nữ chủ động tấn công nam danh hài. Giữa lùm xùm tình ái bắt cá nhiều tay, Đức Phúc bất ngờ lên tiếng khuyên Trường Giang một câu khiến đàn anh cũng phải muối mặt. Dòng nhắn nhủ của Đức Phúc dành cho Trường Giang khiến nhiều người phải gật gù đồng ý. Những ngày qua, cả làng giải trí không khỏi dậy sóng khi nam em thừa nhận từng yêu Trường Giang trong khoảng thời gian nam danh hài gặp trục trặc trong chuyện tình cảm với Nhã Phương. Theo đó, nam em cho biết giữa cô và nam danh hài có quan hệ yêu đương khoảng một tháng. Dù ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian đó cả hai chỉ có nốt thăng, chưa từng xuống dáng. Nam em gây chấn động làng giải trí khi thừa nhận tình cảm với Trường Giang. Cư dân mạng vẫn chưa hết hoang mang về scandal tình ái của Trường Giang, thì mới đây Quế Vân, một người chị thân thiết của nam em, đồng thời cũng là nạn nhân tình ái của nam danh hài, tiếp tục tiết lộ nhiều tình tiết ít ai biết khi yêu danh hài xứ Quảng. Scandal ồn ào của nam danh hài không chỉ được khán giả quan tâm, mà rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng bất bình lên tiếng. Trong một cuộc phỏng vấn với báo mới đây, khi được hỏi về chuyện lùm xùm tình cảm của Trường Giang, Đức Phúc đã thẳng thắn dành lời khuyên chân thành cho nam danh hài. Đức Phúc cho biết phải có trách nhiệm với những điều mình đã làm. Trước đó, Đức Phúc cũng từng gây bão khi dạy Trường Giang cách yêu nghiêm túc, tử tế trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Trong khi những người tình cũ không ngần ngại chia sẻ toàn bộ câu chuyện từ phía bản thân, thì về Trường Giang, nam danh hài vẫn giữ thái độ im lặng quen thuộc.
Sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ, Trường Giang đã lần đầu xuất hiện giữa tâm bão dư luận, trái ngược vẻ rạng rỡ nhắn nhít thường thấy. Gương mặt Trường Giang lại tỏ ra khá mệt mỏi. Nam em, mỹ nhân đẹp nhất miền sông nước và ba cuộc tình ngang trái đầy dây dứt. Nhan sắc, tuổi trẻ, tiền tài, nam em đều có đủ. Tuy nhiên, thứ nhiều người cho rằng cô đang thiếu là sự khôn ngoan và bản lĩnh vững vàng của một mỹ nhân sống dưới ánh hào quang showbiz. Vào ngày người ta biết đến Nguyễn Thị Lệ nam em, Hoa hậu Thu Thảo có thêm một bản sao. Không thể phủ nhận, mỹ nữ quê Tiền Giang sở hữu vẻ đẹp mong manh và những đường nét hao hao như đàn chị nổi tiếng. Danh xưng của bản sao Hoa hậu Thu Thảo giúp nam em nhận được nhiều sự chú ý. Để rồi năm 2015, cô chính thức ghi tên mình vào bản đồ sắc đẹp Việt Nam khi giành vương miện hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2016, người đẹp giúp Việt Nam lần đầu lọt vào top 8 tại đấu trường Hoa hậu Trái đất. Đó là thành tích khá ngọt ngào đối với một cô gái tỉnh lẻ không gia thế và chống lưng. Từ cơn say nắng Kiều Minh Tuấn đến nghi án tình cảm với người cũ của Hà Hồ, nam em không chỉ có sắc đẹp, cô còn biết hát, biết diễn và thậm chí diễn ổn. Sau một vai nhỏ trong Lô Tô, mỹ nhân miền Tây được mời góp mặt trong phim hài Tết 7, 8, 9, 10 và đó đều là những tác phẩm điện ảnh có tiếng tăm. Cũng nhờ vai bích trong 7, 8, 9, 10, nam em có dịp hợp tác với quý ông phòng vé Kiều Minh Tuấn. Với một tay mơ trong làng nghệ sĩ như cô nàng, đây được xem là thuận lợi lớn. Bằng kinh nghiệm diễn xuất dạng dày và khả năng dẫn dắt cảm xúc cho bạn diễn, tài tử sinh năm 1988 đã giúp nam em vào vai rất ngọt. Biết người đẹp Tiền Giang áp lực vì phải đóng chung với nhiều diễn viên chuyên nghiệp. Vì sợ ảnh hưởng đến đoàn làm phim, Kiều Minh Tuấn chủ động hướng dẫn cô cách cảm nhận nhân vật, cách nuôi cảm xúc và cùng đạo diễn thuyết phục cô tự nhận vai. Sau khi phim đóng máy, tài tử vẫn dành cho bạn diễn những lời có cánh. Tính cách của nam em cũng rất vui vẻ, năng động. Tôi chưa thấy cô người đẹp nào hài hước như vậy. Do đó khi vào những phân đoạn buồn, nam em phải có thời gian để tập trung vì tính cách của cô ấy khá vui vẻ. Nam em cũng có nhiều sự phấn đấu và làm việc rất chuyên nghiệp. Các buổi quay đều cố gắng đến đúng giờ. Không biết vì cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của đàn anh hay vì quá nhập tâm vào tình yêu của nhân vật Bích trong phim mà nam em đã rơi vào cơn say nắng với Kiều Minh Tuấn. Chẳng phải là tin đồn, điều này được chính top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 khẳng định ngay trong phần giao lưu với khán giả tại buổi họp báo 7, 8, 9, 10. Nam em chia sẻ rằng cô thực sự rung động trước nam diễn viên họ Kiều sau những cảnh quay tình tứ trên phim trường. Trong phim, cô ca sĩ phòng trà xinh đẹp yêu anh chàng tám quê mùa, thì ngoài đời, nàng hoa khôi miền sông nước cũng vì Kiều Minh Tuấn thao thức nhiều đêm. Tình yêu trên màn ảnh đẹp là vậy, nhưng sự thật ngoài thực tế lại chẳng phải là những trang ngôn tình. Kiều Minh Tuấn đã thuộc về một mái ấm gia đình, nơi có người bạn đời Cát Phượng mà anh đã lựa chọn yêu thương. Chốt sao xuyến trong một phút giây nào đó, rốt cuộc nam em cũng tỉnh táo vượt qua cơn say nắng và hiểu đó chỉ là tình cảm xuất phát từ việc cô đã quá nhập vai. Ấy vậy mà Kiều Minh Tuấn cũng chẳng phải là cái tên đầu tiên có liên quan đến hoa khôi nam em. Trước đó, truyền thông từng tốn khá nhiều giấy mật để giải mã mối quan hệ giữa mỹ nhân miền Tây và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, tình cũ của Hà Hồ. Trước những lời đồn đoán được bao bọc chu cấp, nam em lên tiếng phủ nhận và quả quyết rằng cô không yêu vị doanh nhân này, tình cảm của họ cũng chỉ dừng lại ở mức anh em quen biết và nàng hoa khôi cũng chưa từng nhận bất kỳ một món quà quý giá nào từ đại gia họ Chu. Trong một bài phỏng vấn, nam em còn khẳng định chắc nịch về tình cảm trong sáng giữa mình và doanh nhân Kim Cương. Người đẹp cho rằng cả hai không thể đến với nhau vì Chu Đăng Khoa là người đàn ông đã có gia đình. Bản thân cũng là một người từng trải qua cảm giác mất mát từ gia đình, nên nam em không muốn có thêm một đứa trẻ nào phải chịu tổn thương. Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai hết, nếu như chị Hà có căng thẳng với tôi thì cũng đành chịu. Tôi chưa có ý định sẽ cướp anh Khoa và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một cái gì đó trên mức bạn bè với anh Khoa. Khi tuổi đời mới chớm 22, nam em đã có trong tay những điều khiến bao phụ nữ cùng trang lứa mơ ước: nhan sắc trời ban, phương miện hoa khôi danh giá và thứ hạng cao ở một cuộc thi quốc tế, đủ khiến cô được điểm mặt gọi tên giữa một rừng mỹ nhân showbiz. Thế nhưng, chính mỹ nhân sinh năm 1996 đang biến mọi thứ cô từng gây dựng trở nên vô nghĩa khi vướng vào ồn ào tình ái với danh hài Trường Giang. Sau nghi vấn yêu đương với đại gia Kim Cương và cơn cảm nắng đàn anh Kiều Minh Tuấn, những tưởng cái tên nam em sẽ chỉ xuất hiện trong các mục tìm kiếm về âm nhạc, điện ảnh, gắn liền với những bộ phim mà cô tham gia hay những bài hát mà cô phát hành, thì thật khó tin, sau những úp mở mập mờ vào chiều 17 tháng 3, hai ngày sau đó, nam em tiếp tục gây xôn xao dư luận khi công khai tường tận 30 ngày dây dưa tình cảm với Trường Giang.
Lời đã nói ra, người tổn thương đã tổn thương, người ái ngại đã ái ngại, kẻ chê không ít, người thương cũng nhiều. Không biết nam em có nghĩ đến cảm xúc của Nhã Phương khi mang toàn bộ những kỷ niệm ngọt ngào với Trường Giang lên báo, trong lúc đàn chị vẫn còn đang danh chính ngôn thuận là bạn gái vừa được nam danh hài cầu hôn cách đây 2 tháng. Nam em hoàn toàn ý thức được việc Trường Giang chưa hề buông tay Nhã Phương, cô biết họ chỉ đang giận nhau, biết không sớm thì muộn, Trường Giang cũng sẽ quay về bên bạn gái, nhưng vẫn chấp nhận mong hết mọi việc ra ánh sáng, để rồi gián tiếp trở thành người thứ ba. Nam em kể lể trong đau khổ và nước mắt việc bị Trường Giang phủ phàng. Chỉ ít lâu sau khi đến sinh nhật cô hôm 17 tháng 1, danh hài đã cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Mỹ nhân miền Tây tuyên bố yêu Trường Giang đến mức có thể chết vì anh, nhưng số đông dư luận chẳng hề đồng cảm cho những khát khao của người đẹp. Bất chấp việc bị chỉ trích, nam em muốn để Trường Giang biết rằng anh đã sai khi làm tổn thương nhiều phụ nữ, muốn để Nhã Phương hiểu rằng cô đang muốn tốt cho chị ấy. Càng giải thích Hoa Khôi sinh năm 1996, càng vấp phải làn sóng dè biểu từ người hâm mộ, chẳng ai tin được nam em khi hành động của người đẹp đang đi ngược lại với những lời cô nói. Không chỉ làm nam em mất điểm trong mắt người hâm mộ, vụ lùm xùm tình cảm lần này còn khiến dư luận đặt dấu hỏi về sự tỉnh táo của cô. Một người đẹp với những toan tính thông minh đủ giúp cô đầu tiên đưa Việt Nam lọt vào top 8 Hoa hậu trái đất, lại có ngày trở thành một bánh bèo yếu đuối và bi lụy trong mối tình vô vọng với người đàn ông chẳng toàn tâm toàn ý vì mình. Từ một mỹ nhân được nhiều người yêu mến vì sự chân thật, ngay thẳng thật thà, sau khi công khai chuyện yêu Trường Giang, nam em mất nhiều hơn được, không chỉ bị công chúng quay lưng khi gián tiếp thừa nhận mình là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương, mỹ nữ miền Tây còn khiến chiếc vương miện hoa khôi cô đang đội trên đầu phần nào mất đi vẻ đẹp lấp lánh, nhất là khi những danh hiệu sắc đẹp mà cô gái sinh năm 1996 từng sở hữu đâu phải dễ dàng mà có được. Nam em vẫn đẹp, vẫn là hoa khôi, vẫn tài năng với giọng hát và diễn xuất, nhưng cô cần phải tỉnh táo và trau dồi bản lĩnh để vững vàng hơn trên những bước đường sự nghiệp sau này.